Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì Thành bắt đầu với một cái dự án mới, đó là viết một cái cuốn sách tiếp theo sau cái cuốn 150 bài tập lập trình cơ bản. Ở cái cuốn kế tiếp, thầy sẽ viết một cái chủ đề rất quan trọng hiện nay, đó là chủ đề toán cho tin. Đây là một chủ đề thầy lựa chọn để viết để nhằm tạo một cái nguồn học liệu tốt cho các cái bạn muốn phát triển sâu cho cái chuyên ngành lập trình, cho để định hướng tham gia các cái kỳ thi học sinh giỏi. Hôm nay là mùa đông năm 2023. Ở trong cái cuốn sách tới, thầy đang dự kiến sẽ viết và sẽ đăng từng phần trên kênh YouTube của thầy là Đặng Tuấn Thành. Các bạn nhớ like, share, comment kênh giúp thầy nhé. Có Zalo của thầy là số 0854518333. Các bạn cũng có thể được trải nghiệm sử dụng từng phần của quyển sách này. Hôm nay ta sẽ sang một cái bài tập đầu tiên về cái chương đầu tiên và chủ đề về quy nạp toán học. Cái vấn đề chúng ta đang thảo luận đó là chủ đề thảo luận về cách sử dụng một tổ số tính chất quy nạp toán học trong tin học. Ví dụ, ta có cái bài toán đầu tiên, đó là cái bài toán trong một cái dãy số và được tạo bởi các cái số nguyên tố mà thỏa mãn số nguyên tố là dưới dạng là n mũ 3 trừ n. Trong đó ai trong đó các phần tử trong dãy này chia hết cho k và các số đó nằm trong đoạn từ A đến B. Vậy thì với cái sắp tác như quan sát như ở trên thì các bạn nhận thấy ta có nhiều bộ số input đầu vào với từng bộ số AB, và với mỗi bộ test như thế ta cần phải tìm ra số lượng cái dãy số đặc biệt mà có thể tạo ra được. Vậy thì cái tính chất quy nạp toán học nó thể hiện ở đâu trong bài toán này? Thì ở trong bài toán này, với khi số lượng bộ test lên tới khoảng tầm 100.000 cho đến 1 triệu test, thì với mỗi bộ số LR để ta đi đếm được số lượng các cái dãy A, số lượng phần tử của cái dãy số đặc biệt có thể sinh ra được thì nó chi phí mất rất nhiều thời gian. Do đó ta lưu ý tính chất K bằng 3 ở đây. K bằng 3 ở đây thì quay trở lại đề bài toán học là AI bằng n mũ 3 trừ n và chia hết cho k. Thì theo tính chất quy nạp toán học, ta hoàn toàn có thể chứng minh được rằng với mọi số tự nhiên thì n mũ 3 trừ n luôn chia hết cho k. Như vậy thì bài toán quay về bài toán là ta không cần phải kiểm tra xem các phần tử trong dãy có chia hết cho k nữa. Vậy thì với mỗi bộ số AB, ta hoàn toàn có thể xác định được số lượng số nguyên tố nằm trong đoạn từ A cho tới B thông qua cái giải thuật sàn nguyên tố. Vậy thì khi biết được tính chất quy nạp toán học, ta hoàn toàn có thể làm được cái sắp tác hai của cái bài toán trên. Bài toán trên là một cái bài toán mới được sáng tạo bởi thầy Đặng Tuấn Thành và chưa từng tồn tại trước đây. Và thầy hy vọng rằng trong cái sản phẩm thầy này thầy viết sẽ có 100% các cái bài tập xuất hiện trong cuốn sách do thầy tự sáng tạo ra và sẽ gửi tặng đến mọi người. Rồi, hẹn gặp các bạn trong từng thành phần của cuốn sách nhé. Chào. Các bạn nhớ like, share, comment trên kênh YouTube Đặng Tuấn Thành giúp thầy nhé.